Và để hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động quay trở lại làm việc an toàn hiệu quả, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ kinh phí để công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phương tiện đón đoàn viên, người lao động quay lại làm việc tại 4 tỉnh phía Nam gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đối tượng nhận hỗ trợ là đoàn viên và người lao động đã về quê và có nhu cầu quay lại doanh nghiệp làm việc. Điều kiện hỗ trợ là đoàn viên và người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động và có nhu cầu quay lại làm việc tại doanh nghiệp, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với doanh nghiệp phải có đóng kinh phí công đoàn có từ 5.000 lao động trở lên và sẵn sàng đón hỗ trợ tiền lương, nơi ở, các nhu cầu thiết yếu khác cho đoàn viên và người lao động. Hình thức hỗ trợ bằng tiền để công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phương tiện đón đoàn viên người lao động quay lại làm việc, mức hỗ trợ 50% tổng số kinh phí tổ chức đón đoàn viên người lao động quay lại làm việc, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.